Xin chào, hôm nay Lily xin giới thiệu đến cả nhà hai em hamster bé nhỏ xinh xinh mà Lily mới nuôi ạ. Trong hai em ấy bé xíu vậy mà siêu vậy luôn. Cả nhà có kinh nghiệm về việc chăm sóc hamster thì vui lòng chia sẻ với Lily nhé. Chúc cả nhà có những phút giây thư giãn thoải mái, xin cảm ơn. Thank you.